Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị đánh tứ phía, vượng vin, vùng tay, lỡ gió Hiện nay Trung Quốc đang tấn công rất mạnh vào thị trường Việt Nam, mảng ô tô điện Đây là đòn đánh trí tử nhắm vào VinFast bởi lợi thế của xe điện Trung Quốc là giá cực kỳ rẻ Giá xe VinFast hiện nay bán trên thị trường Việt Nam không thể được xem là giá rẻ Chưa hết Xe Trung Quốc cũng đang tấn công mạnh vào các nước châu Á khác, hòng chiếm lĩnh thị trường lên đến trên 700 triệu người dân này. Đối thủ mà Trung Quốc nhắm tới là những ông lớn ngành ô tô thế giới, chứ không phải là VinFast. Không phải cứ giá rẻ là sẽ thành công. Trước đây, chúng tôi đã nói về thị trường ô tô Đông Nam Á, VinFast đang bỏ lỡ thị trường khu vực rất lớn nhưng lại cố gắng chinh phục những thị trường quá khó tính như Bắc Mỹ và châu Âu. Thị trường Đông Nam Á dễ tính hơn hai thị trường đó rất nhiều. Trong khi đó, xe Trung Quốc cạnh tranh bằng giá thấp, tuy rằng chất lượng xe chưa chắc đã là tốt, xe Âu Mỹ Nhật cạnh tranh bằng chất lượng nhưng giá xe không hề rẻ. Còn VinFast tung ra thị trường xe giá cao mà chất lượng thì lại cực kỳ kém. Vậy thì có thể thấy VinFast sẽ bị bóp chết ngay tại thị trường khu vực Đông Nam Á này, chứ chưa nói tới thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Mới đây, nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc tại Việt Nam, Vô Linh, đã tung ra những mẫu xe mini đẹp giá cực rẻ. Chưa hết, hãng xe thứ hai của Trung Quốc cũng tiếp tục tung ra sản phẩm có tên là Shindo A01. Xe A01 là loại ô tô điện mini có kết cấu 3 chỗ ngồi. Theo thông tin từ nhà phân phối, A01 sẽ có giá chỉ có hơn 100 triệu đồng tức là chỉ nhỉnh hơn một chút so với mẫu xe tay ga Honda SH160. Đây là cú đánh rất mạnh và sức cạnh tranh của xe VinFast. Một số người cho rằng họ mua xe Honda SH chứ không thích loại xe xấu xí này. Đáp trả lại những thông báo trên, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố dự định cho ra mắt đại ô tô nhỏ để đối đầu với đối thủ đến từ Trung Quốc. Hành động này cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đang cố chống lại cạnh tranh trực tiếp với những hãng xe của Trung Quốc. Một nhà phân tích đã cho biết rằng ông Phạm Nhật Vượng thiếu sáng suốt trong chính sách cạnh tranh. Người này phân tích rằng những xe ô tô mini có kích thước nhỏ gọn chưa bao giờ đứng được tại thị trường Việt Nam. Hãng xe như Mercedes từng có mẫu xe Mini Smart trông rất xinh xắn, chất lượng rất tốt, nhưng nó chỉ được mua cho mục đích sưu tầm vì nó độc và lạ chứ không phải mua cho mục đích sử dụng. Hãng BMW cũng có Mini Tuy là loại xe nhỏ gọn nhưng không nhỏ đến mức như những mẫu xe của Trung Quốc dự định tung ra. Vậy mà xe mini vẫn không được ưa chuộng tại Việt Nam. Không biết ông Phạm Nhật Vượng có khảo sát về thói quen người tiêu dùng Việt Nam hay không. Bởi theo nhà phân tích này nói, tuy thị trường Việt Nam nhỏ, những người đầu tiền mua ô tô không nhiều, nhưng thói quen xem chiếc xe là hình thức bên ngoài để mà định vị cấp bậc xã hội nên những người có đủ khả năng mua ô tô thì sẽ không mua những chiếc xe quá rẻ tiền. Khi đưa ra mẫu xe điện Trung Quốc hơn 100 triệu đồng cho một số người xem và hỏi ý kiến, thì hầu hết họ nói rằng họ thả mua xe SH còn hơn là mua xe đấy. Nó vừa xấu vừa bất tiện mà chẳng làm nên đẳng cấp xã hội. Đấy chỉ là nhận xét của một số người không đại diện cho tất cả. Tuy nhiên, là một hãng sản xuất xe, có lẽ VinFast cần thực hiện khảo sát nghiêm túc để đánh giá thị trường trước khi quyết định đầu tư lớn. Chắc chắn những ông hãng xe sản xuất lớn như Tesla, Mercedes, Hyundai, Nissan, BMW sẽ không nhảy vào phân khúc ô tô điện tầm trên 100 triệu đồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu để Trung Quốc một mình một chợ ở phân khúc này cũng chưa chắc Trung Quốc đã thành công. Phản ứng vội vã của ông Phạm Nhật Vượng. Hành động vội vàng thể hiện ý muốn sản xuất ô tô điện mini giá rẻ của ông Phạm Nhật Vượng cho thấy ông tư duy khá cảm tính. Các nhà đầu tư ký gửi niềm tin vào ông Phạm Nhật Vượng xem như đang đánh đu với rủi ro rất lớn. Chỉ mới bị khích nhẹ, ông Vượng đã phản ứng ngay lập tức, đã cố hết sức để vung nắm đấm lên đập vào gió. Xem ra VinFast khó thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị đánh tứ phía, vượng vìn vùng tay đỡ gió. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngào mạn thiết lập vùng cấm rồi xưng đế Đàm Vĩnh Hưng leo cao bằng đôi cánh ngồng cuồng. Vào năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị dư luận tố biển thủ tiền từ thiện. Khi đó, anh ta đáp trả lại dư luận bằng một status trên trang Facebook cá nhân với nội dung đầy hằn học. Anh ta mất bình tĩnh, xưng mày tao với khán giả rồi sau đó kết luận Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Nhiều năm, anh chàng ca sĩ này có lượng người hâm mộ hùng hậu trong nhiều trường hợp khi anh ta hô hào thì các fan cuồng hưởng ứng nồng nhiệt và thế là anh ta nhìn thấy quyền uy trong tay mình. Đó có thể là lý do khiến cho ca sĩ này tự tin thái quá vừa ngạo mạn tuyên bố Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Phát ngôn ngông cuồng của Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Ngay cả lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không phải là vùng cấm mặc dù đảng cộng sản rất muốn thiết lập vùng cấm đảng cộng sản có cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ để mà tô vẽ lãnh tụ cho mình có bộ máy công an khổng lồ để mà bắt bớ những người xâm phạm vào vùng cấm của lãnh tụ họ tuy nhiên nhiều người vẫn cứ mạnh dạn giải thiêng lãnh tụ mà không màng đến vùng cấm ấy với lãnh tụ cộng sản không thiết lập vùng cấm mà còn không cấm được thì liệu đàm vĩnh hưng có thiết lập được vùng cấm của mình hay không với những người có tư duy độc lập thì chẳng ai là vùng cấm cả những ca sĩ nào ngông cuồng dẫn dắt lớp trẻ đi theo hướng cuồng tín thì sẵn sàng có vô số người sẽ xâm nhập vùng cấm ấy để mà vạch mặt những bản chất xấu xa lãnh tụ cộng sản còn không cấm hết được mọi người thì không biết đàm vĩnh hưng cấm được ai đây dư luận xã hội luôn có sức mạnh rất lớn trong cộng đồng luôn có những người tỉnh táo để phân tích đúng sai, để đưa ra những ý kiến sắc đáng. Núi cao còn có núi cao hơn. Ai tự cho mình là ở trên đỉnh thì người đó đã tự giới hạn khả năng của mình. Việc Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh ta là vùng cấm thì thể hiện rằng anh ta đang nhiễm bệnh ngông cuồng, chứ không phải anh ta có quyền lực như anh ta đã suy tính về mình. Vĩ cuồng nặng khi đàm vĩnh hưng làm phim sưng đế đã là ngung cuồng thì không bao giờ nhìn ra cái sai của mình để mà sửa sau câu nói đàm vĩnh hưng là vùng cấm thì anh ta lại tiếp tục làm đại diện hình ảnh sưng đế từ ngung cuồng anh ta bước lên nấc thang cao hơn đó là chứng minh và chứng vĩ cuồng việc sưng vua sưng đế của đàm vĩnh hưng đã vấp phải phản ứng của xã hội vì vậy anh ta rút lại từ Đức Vua trong bộ phim Đức Vua Hào Quang Rực Rỡ. Bởi anh ta sợ đám đông chứ không phải anh ta nhận ra mình đang vĩ cuồng để điều chỉnh bản thân. Cũng có người nhận xét rằng cách Đàm Vĩnh Hưng ăn nói trong các clip cho thấy anh ta là con người chưa trưởng thành về nhân cách. Anh ta còn bị cảm xúc chi phối và ăn nói không biết suy nghĩ bản tính thiên về hoang dại hơn là người có rèn luyện về nhân cách cạn nghĩ nên anh ta phát ngôn bất chấp việc anh ta sợ dư luận phải rút lại từ đức vua cho thấy anh ta không đủ tư cách để mà thiết lập vùng cấm cho mình nếu đàm vĩnh hưng là vùng cấm thì anh ta đè bẹp dư luận luôn chứ sao phải sợ dư luận mà rút danh xưng đức vua như vậy nếu là người khôn ngoan không ai lại tuyên bố bản thân mình là vùng cấm. Tuyên bố Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm mà phải tháo chạy khi thấy xã hội tiến vào vùng cấm. Xã hội này đang bị những nghệ sĩ đen dẫn hướng theo hướng lệch lạc. Những người hiểu biết có suy nghĩ chín chắn là những nhân tố quyết định trong việc nắn lại hướng phát triển lệch lạc đó. Cần phải lên án mạnh mẽ những ca sĩ mạnh miệng thì tiếng nói đạo đức nhưng đằng sau là tấm mặt nạ cuộc đời. Họ làm những việc thất đức định hướng cho những người hâm mộ mù quáng đi theo con đường xấu cũng là việc làm thất đức. Những nhà văn, nhà thơ nô bộc bị xã hội lên án thì không lý gì. Những ca sĩ, nghệ sĩ nô bộc bất chấp những điều xấu dẫn hướng giới trẻ đi vào con đường lệch lạc cần phải bị lên án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngạo mạn thiết lập vùng cấm rồi xương đế, Đàm Bệnh Hưng leo cao bằng đôi cánh ngông cuồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d